Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Tiếp tục hôm nay là lô chữ F nha anh em. Anh em lên cho anh em 15 con ha. Anh em chốt máy hôm nay thì nhớ giùm em cái mã là F máy. Gọi vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Giá trên đây em bao ship rồi và tặng kèm theo cho anh em là 6 món phụ kiện là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ phá cước, lục giác 4 và cản cỏ. Bên anh em bán hàng thì cũng không có cần phải lấy cọc trước tiền của anh em. Hàng đến nơi anh em được quyền kiểm tra, test máy nổ ok mới trả tiền cho cái người giao hàng ha. Và anh em lưu ý giùm em là máy ở trên đây có như thế nào thì con máy nó sẽ ra ngoài như vậy. Bởi vì anh em chốt hàng thì nhớ hỏi kỹ giùm em. Ví dụ như cây láp anh em muốn theo yêu cầu của anh em, đầu bò anh em muốn theo yêu cầu của anh em, tay lái muốn theo yêu cầu của anh em, và cái đầu máy muốn theo yêu cầu cái gì đó. Nói chung là tất cả con máy ha, tất cả trên con máy đây muốn theo yêu cầu gì thì báo trước, chứ không thôi là ở trên video như thế nào thì em sẽ gửi như vậy. Nhấn mạnh một điều đó rất là nhiều lần anh em, hầu như là bữa nào cũng nói hết. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Và bên em bán hàng là hàng bãi Nhật ha, người ta sử dụng bên Nhật, người ta sử dụng hết hạn, xong em mua về kiểm tra, vệ sinh, rửa gáy lại, rồi xong là xúc chỉnh mình sang con là bán cho anh em. Bởi vì cái phần nào mà có thay thế, có like gì thì bên em cũng có báo chi tiết rõ ràng, cụ thể cho anh em mình hết ha. Rồi máy hôm nay gồm có là cặp Mitsu tên là 26 Shingu, Magu 26 ra bóp, Magu 23 3 con, một con Magu 20, Echo 315 nòng 36 ly, quá đẹp trợ lực luôn. Đây là 261 đeo lưng mà chỉ có 2 triệu thôi, giá bao rẻ trợ lực chế 2 kim nữa. Echo 22, Echo Gen đó, Tanaka Hitachi đó, và một con đầu tiên anh em, con này là con Robin ha. Rồi em nhắc lại ha, chốt hàng thì nhớ ha, cái mã hôm nay là F máy, gọi vào số điện thoại giùm em. Giá trên đây đã bao ship rồi đó, và đầy đủ 6 món phụ kiện đi kèm. Hàng đến nơi được quyền kiểm tra, test nổ thử mới trả tiền cho cái người giao hàng ha. Và con máy ở trên video như thế nào thì chừng nữa nó sẽ dạy nghe anh em, chứ đừng có đến nơi chơi bự chơi nhỏ rồi chơi này chơi kia là phiền phức ha. Mấy cái đó anh em hỏi trước giùm em. Rồi cái giờ con này là con Gabit Robin đó, 22cc nòng 32 ly. Cái dòng này thì nó có là 30 ba nòng, nó có 20 21 anh em. Con này 22 là thuộc dạng to ha, nòng nó tới 32 ly lận nha. Máy móc thì zin nguyên bản anh em, con này giá chịu 2 ha. Chụp giật trợ lực nè, nắp xăng cổ cao cổ nhỏng dễ châm xăng nè ha. Chế là chế warm gồm một kim nghe nè, máy rất mới nha. Đó, máy đẹp nè. Đó con này thì áo nó hơi chỗ này vệ sinh chưa kỹ, nó còn hơi dơ nghe nè. Giá 1 triệu 2 thôi. Bô đẹp ha. Đó tum lèn. Con này thì ta lái thấp một tay, anh em thích để gì không thích thì lên hai tay em gắn hai tay miễn phí cho mình ha. Cần đầu bò đều là zin hết. Đây. Rồi F1 1 triệu 2, tiếp theo qua F2 là cái dòng máy là Hitachi. Con này là 24cc nòng 33 ly nghe nè. Máy móc là zin nguyên bản ha, bình xăng nó thiết kế gì nha. Ở nó nửa bên thôi. Nòng 33 ly nó bằng với tên là 26261 tới nghe anh em. Con này giá 1 triệu 3 thôi. Giá cực kỳ mềm nha. Dòng máy đề cao, máy thì chạy rất là đầm ha. Chụp giật trợ lực nè. Chế là chế ra ngang quâm gồm một kim ha. Vú bơm xăng nó nằm bên đây nè. Đó le thì anh em kéo lên là đóng ha. Đó, giật nổ xe nổ xong thả xuống là chạy luôn. Giá 1 triệu 3 nhưng mà con này nó được ra bóp zin luôn nghe nè. Áo thì nó nói chung cũng không có đẹp lắm. Đó, Hitachi nè ha, tâm liền. Hai tay lái nè, ra bóp ha. Đó, ra bóp hại nè nghe nè. Bộ này không là ba xị rồi. Công tắc đây, xuống là tắt ha, lên là chạy. Cần đầu bò rồi là zin nguyên bản nha. Rồi F2 1 triệu 3, tiếp theo là qua con F3 nè. F3 này là cái dòng máy Tanaka 2 chân trống nghe nè, nòng của nó là 31 ly. Đó, nòng của nó là 31 ly ha. 21cc nghe nè, dòng Tanaka chân trống này thì cái máy nó chạy cực kỳ bốc nha. Bốc, bền, lợi xăng và đặc biệt để lâu nó rất là dễ nổ, và con máy nó thiết kế rất là gọn nghe nè, rất là gọn nhẹ ha. Và cái máy nó rất là gọn nè. Đó, chạy cực kỳ bốc luôn.
nó tầm hơn 4 kg tí xíu thôi. Đó, con này chạy chế quam gồ tai đỏ nè, mấy cái dòng này em bán ra những bác ngoài Bắc rất là nhiều rồi nha. Chạy cực kỳ thích, cực kỳ bền. Máy móc đồ là zin nguyên bản và giá nó cực kỳ mềm luôn, giá 1,2 triệu thôi. Áo thì nó hơi dơ tí xíu thôi, cái máy đẹp, nồng nè. Mới tinh, mugi là mới can nè. Bình xăng lớn là zin nguyên bản, ốc là còn vàng 7 màu luôn nha anh em. Tum là tum liền ha, bô cũng sáng luôn nè. Công tắc nằm bên đây. Ta lái thì chưa có ha, cần chán cỏ đồ bò zin, thích gáp một tay, hai tay gì đều gáp miễn phí cho anh em nha. Rồi F3,2 nha anh em, F4 ha, F4 này là con này là con như má thùng luôn nha anh em. Ờ, con này là con Kiwis Echo Green, con này là 203 nhưng mà nồng của nó là 32 ly, 23cc nha anh em, chứ không phải 20cc ha. Con này là như một con máy đập thùng rồi nha anh em, áo thì nó hơi dính dơ rồi, thợ vệ sinh chưa kỹ nó hơi dính dơ chứ máy như má thùng. Đó, đặc biệt con này là hôm bữa em có quay lên cho anh em á, cái dòng này về nó thường nó gớt nắp e nha, mà con này cái nắp e green của nó còn luôn đó. Đó, nó quá tuyệt vời nha anh em. Đó, quá tuyệt vời luôn ha. Đó, bơm xăng nè. Ủa, cái le nó đâu rồi ta? Le dưới nha anh em. Đó, le anh em đẩy ra sau ha. Đẩy ra sau là mình đóng le. Đó, đẩy ra sau đóng le nha. Giật nổ xong mình kéo về trước nha anh em. Đó, kéo về trước ha. Đó, máy là còn 99% luôn nha anh em. Ốc là còn vàng hết nè. Nói chung là con này là đẹp tuyệt vời. Con này chạy chưa được bao nhiêu hết. Nhiều máy thùng á. Nè. 203 tùm nhôm ha. Mất in da băng luôn nha nè, hai ta lái ha. Đó, cần trắng cỏ đầu bò zin đẹp mới keng hết. Quá mới nha anh em. Rồi tiếp theo F5 ha. F5 thì con này là 1,3 triệu nha anh em. Con này là cũng là con Kiwis Echo. Con này là 2220. Ở là nồng của nó là 32 ly nha, 22cc. Đặc biệt con này siêu gọn luôn. Quá gọn luôn. Ở con máy này dòng đầy cao nha anh em, xài cái động cơ xăng vô ha, Eco 3 lá cây nè, cực kỳ là dễ nổ và lại xăng. Máy thì còn khá đẹp ha. Con này là chạy chế ga ngang chế hai kim nha anh em, chế ga ngang chế hai kim ha. Đó, kim dưới đây nữa nè. Kim này là kim chỉnh gió ha. Le anh em kéo lên là đóng le. Đó, giật nổ xong anh em thả xuống luôn ha. Máy móc đồ là zin nguyên bản hết nha. Tum của nó là tum nhôm nha nè. Tum nhôm siêu bền luôn. Quái quá đẹp. Có da băng cho anh em luôn ha. Con này xài ga bóp hệ nhưng mà nó nằm ở dưới ống cần nha anh em. Và nó xài hai cục cao su cầm ha. Nếu như anh em gáp một tay thì em sẽ gỡ cục đó ra. Hai tay cũng gỡ luôn. Hai tay thì em cũng gỡ cái bộ này ra luôn nha anh em. Nói chung là lên hai tay là gỡ cái bộ này ra ha. Đó. Rồi, càng trắng cỏ đầu bò rồi là zin hết. Rồi F5 1,3 triệu nha anh em. Tiếp theo là F6 là máy quải lưng ha. Mitsubishi tên là 261, nồng 33 ly, 26cc. Con này là VIP nha anh em. Con này thì bán cho anh em 2 triệu thôi. Mỗi khi 2 triệu là anh em chưa gỡ được cái đầu này đâu. Tại vì trợ lực và chế hai kim á thì cái chế hai kim tai đỏ thì cái giá nó cao nha anh em. Đó, nhưng mà con này em bán cho anh em 2 triệu giá như cái giá đầu máy thôi, quá rẻ luôn. Quá VIP nha anh em. Máy thì bao zin nguyên bản nha, tại đeo lưng về nhà cửa nó chặt nè anh em thấy không? Không có chỗ để rồi bán giá rẻ cho anh em thôi chứ không có giữ giá đâu đâu. Chứ thường là nó tới 2,4 triệu, 2,5 triệu á. Áo thì nó hơi dính dơ xíu thôi, còn nhiều đẹp nha anh em. Chéo quam gồ hai kim tai đỏ nè ha. Nó lóc dầm da băng ha, chụp giật trợ lực lớn nè, bình xăng lớn zin đẹp. Ở cần của nó tùm gời, tùm nhỏ, tùm 260 nha. Anh em xài ví dụ như xài đeo lưng sau này chán thì anh em mua bộ cần thẳng tùm nhỏ anh em đưa vô là vừa ý ha. Ở đeo lưng thì cần mềm, ta lái một tay, cần đầu bò em bao zin hết, mua đầu máy vẫn bán nha anh em. Rồi F6 anh em 2 triệu ha. Tiếp theo F7 là con máy cọp anh em.
Con này là Kiwis Echo 315, nồng của nó là 36 ly, 31 cc nghe anh em. Đó, chân đầu nó đóng mắt in da bằng nè. Đó, lóc cũng có đời giống mắt in da bằng luôn. Con này đóng mắt in da bằng rất là nhiều luôn nghe anh em. Nồng 36 ly là thuộc dạng công suất lớn. Và đặc biệt con này là nó máy nó còn rất là mới luôn. Dây giật của nó là còn mới tinh luôn nghe anh em. Và chụp giật của nó là trợ lực lớn nha, zin nguyên bản nghe anh em. Ở 36 ly là thuộc cái dạng máy động cơ to nghe anh em, động cơ to ha. Nè, của máy của nó là bao đẹp luôn, chưa chạy sơn gì cho nghe anh em. Đó, còn đẹp, còn vàng hết luôn nè. Ở 35 ha, bên đây số seri và nó cũng có dập da băng luôn nghe anh em. Con này 2.3 triệu nha, máy cực kỳ mới nghe anh em. Nè, ốc bên khung nè, dây đeo zin theo còn nè. Nó hơi gắt mà vẫn còn mướp đẹp nghe anh em. Đó, quá tuyệt vời luôn nè. Chân cẳng đồ sạch đẹp không bị sét luôn nha. Ở đeo lưng thì cần mềm ha, ta lái thấp một tay, cần trắng cỏ đầu bò đều là zin hết, F7 2.3. Mugi mà còn mới can luôn. Rồi tiếp theo là F8 nha anh em. F8 này là cái dòng máy Magu ha, Magu 20. Ở Magu thì nói chung là cái dòng máy đề cao. Ở Magu thì nó bền, dễ nổ, lợi xăng, ổn định cao và hư hao sau này phụ tùng nó nhiều. F9, F10, 11, 12 luôn nha anh em, là dòng máy Magu là nó như vậy ha. Rất thích hợp cho những anh em mới bắt đầu sử dụng máy, xài máy ha, lấy Magu mà xài. Đó, nó không có hỏng giặt ha. Không hỏng giặt, cái thứ nhất, cái thứ hai nó dễ nổ ha, là những cái yếu tố quan trọng cho những anh em mới xài máy ha. Rồi con này là nòng 30 ly 20 cc cho anh em mình xài gia đình nha, giá 1.250.000 nha anh em. Máy thì rất đẹp nha. Đó, hàng về chiếc này là đẹp như máy thùng không mà. Máy móc rồi là nguyên zin và cái giá em bao rẻ cho anh em luôn ha. Đó, chế là chạy chế qua một gòn một kim nè. Đó, nó có dập mắt in da băng nha anh em, có dập da băng ha, zin nguyên bản hết luôn còn mới tinh nè, áo sống đồ là liền lạc đẹp cho anh em. 30 ly 20cc tâm lề, công tắc nằm đây, hai ta lái, cần trắng cỏ đầu bò rồi là zin nguyên bản nha nè, zin nguyên bản ha. Rồi tiếp theo là F9 nha nè. Đó, F9 này là cái dòng máy cũng là Magu luôn nha nè. Con này thì nó to hơn con kia nha nè. Con này thì nồng của nó là 32 ly ha. Máy móc thì cũng là hàng là bao cho anh em mình là zin nguyên bản hết nha anh em, zin nguyên bản hết. Đó, con này thì giá 1.500.000 nha. 23cc nồng 32 ly, chụp giật trợ lực lớn ha. Trợ lực này anh em kéo hết dây ra. Đó, buông xuống là nó chạy ha. Áo thì nó hơi cắn nhẹ đây tí xíu thôi nha anh em, còn lại bao nhiêu là ok đẹp hết ha. Đó, bình xăng lớn là còn mới tinh nè, chế quăm gồ một kim nha anh em. Ở lóc cũng có dập da bằng nha. Ở tâm của nó là tâm liền luôn ha. Công tắc đây, bật xuống là tắt, còn bật lên là chạy, hai tay lái ra chết. Ở càng đầu bò đầu là bao zin nha em, đầu bò em bao zin ha. Rồi tiếp theo con F10 này cũng là Magu 23 luôn nha anh em, nhưng mà cái đời này là đời cao hơn ha, KC23XN, sát nó lớn hơn, chạy cảm giác nó khỏe hơn nha anh em. Máy thì nói chung cũng rất đẹp nha, áo thì nó hơi chạy thôi. Bình xăng lớn là zin mới can nè. Đó, nồng 32 ly, 23cc, ốc nồng đồ là bao đẹp ha, chế quâm gồ một kim, lóc có dập da băng nha. Mấy con Magu này phải gọi là nó đẹp tuyệt vời nha anh em, đẹp tuyệt vời luôn á. Đó, bù nè, mới tinh. Đó, tâm liền, hai ta lái ra chết nè, cụm còn bao đẹp luôn ha. Càng đầu bò đều là zin nguyên bản nha anh em, F10 ha, 1.500.000 luôn nha anh em, 1.500.000 luôn, giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn. Rồi tiếp theo là F11 nha anh em, con này cũng là Magu 23, cũng là giá 1.500.000 luôn ha. Đó, tha hồ mà anh em mình lựa chọn nha. Cái phiên bản này á là chụp giật của nó là được trợ lực nhỏ nha anh em. Bô nồng nè, nồng mới tinh, ốc là còn trắng hết luôn nha anh em. Bô là
quá tuyệt vời luôn nha anh em. Phiên bản này lượt chụp giật trợ lực nhỏ ha, cũng là chế qua gồ một kim nè, lốc có dập da băng nha. Mấy cái dòng này thì chạy cực kỳ bền, dễ nổ và lợi xăng luôn. Ở xài gia đình là nó bao ngon luôn nha anh em. Ở công tắc đây ha, phiên bản này là một tay lái, anh em thích thì để, không thích thì lên hai tay ha. Càng trắng cỏ đầu bò đều là zin nguyên bản luôn. Coi tên gì. Rồi tiếp theo là F12 nha anh em. F12 là cái con này là con 26cc, lòng 34 ly nha anh em, 26cc lòng 34 ly ha, cũng là Magu. 26cc lòng 34 ly là thuộc dạng máy to, máy khỏe ha anh em, máy to máy khỏe. Và con này đặc biệt có ga bóp luôn mà giá rẻ cho anh em, chỉ có 1,8 triệu thôi. Nè anh em nhìn nè. Quá trời nó đẹp luôn, thật sự. Về Magu chiếc này là quá VIP, quá kèn. Bồ mới tinh nha anh em, zin nguyên bản hết á, chạy chéo quam gò một kim nè. Lốc có dầm mất anh ra băng luôn anh em thấy không? Đó, tùm liền, công tắc đây ha, hai tay lái ra bóp hệ nè. Đó, cần trắng cỏ, đầu bò zin hết nha em, lòng 34 đi thuộc dạng to nha, mấy con này hơi cực kỳ căng nha. Rồi tiếp theo là F13 ha. F13 này là dòng Singu nghe anh em. Con này là 2615 ha, lòng của nó là 34 ly, 26cc nghe anh em. Dòng này thì nói chung thì nòng 34 ly thuộc dạng khỏe ha, mà con này thì giá nó cũng rất là rẻ, hợp lý cho anh em luôn. Giá của nó thì chỉ có là 1,6 triệu thôi. Chụp giật của nó là có trợ lực nhỏ nghe anh em, chế là chế quam gòn ở một kim ha. Lốc của nó nè, lốc nồng là mới kê ha, bình xăng lớn là trắng tinh luôn. Ở giá 1,6 triệu nha anh em. Bô là bao đẹp, bao VIP nha anh em. Singu 26 ha, lòng 34 ly 26cc. Đó. Rồi con này là ống cần nè, đẹp ha. Tay ga bóp hại. Cái này á thì cái này bên đây nó màu đỏ nha anh em, thì chừng nữa em kiếm màu đỏ thì chắc có lẽ là không có ha. Bên phần còn lại thì em sẽ gáp màu trắng cho anh em nha. Đó, gáp màu trắng nha anh em. Đó, còn mà nếu như anh em muốn màu trắng đồng màu á, thì sẽ không có ga bóp nha. Anh em phải lưu ý giùm em ha. Anh em muốn xài ga bóp thì em gáp vô cái màu trắng nha. Tại vì cái lái đỏ này nó không có được, không có đường, không có. Ở cần đầu bò đều là zin hết. F13 1,6 triệu anh em. Rồi tiếp theo F14 và F15 là hai con cuối cùng ha. Mitsubishi TL 26 nòng 33 ly 26cc, cặp này thì quá quen thuộc với anh em rồi đúng không? Đó, rồi nói luôn ha, là cặp này bên em là không có sơn lại nè ha, không có sơn lại. Mấy dòng này người ta thường thấy người ta sơn lại chứ bên em thì không có sơn lại anh em, có sao thì đã vậy ha. Con này thùng xăng lớn là thay mới, còn bao nhiêu lại là zin hết anh em, zin hết ha. Con này thì 2,2 triệu, còn con này là 2,3 triệu. Giá em bán là bao mềm bao rẻ cho anh em hết. Máy móc là bao zin nguyên bản hết. Chạy chế quam gồ hai kim chế zin nè. Lốc có dập da bằng ha. Đó, anh em đi chỗ khác đi, những cái con tên là 26 là không bao giờ có giá này đâu anh em. Có tên da bằng nè. Cần tùm gời, tùm nhỏ, tùm 260 hết nha anh em. Đó, tùm nhôm hết nha. Anh em gáp từ xịt thuốc hết ha. Ở tay lái hai tay nè, con này chưa có ha, anh em thích tay nào thì em vô tay đó. Đó, cần đầu bò thì bao zin, máy móc thì liền lạc đẹp nghe nè, liền lạc đẹp ha. Rồi F14 2,2 triệu. Quá chắc. Rồi quá chắc luôn. F15 2,3 triệu nha. Quá chắc. Rồi anh em chốt máy liên hệ vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh nha anh em. Rồi bye bye anh em ha, hẹn gặp lại anh em clip sau.